Trời ơi, tự mở cửa chùa vô luôn. Chùa Hưng Cần Tự cả nhà ha. Con Sơn chào bà con. Hôm nay thì em nhận được tiền của chị Kim gửi về tặng cho ba chùa, chùa Pháp Tánh, chùa Giác Nguyên với Hưng Cần Tự nè. Hai chùa khám, một chùa khám bệnh miễn phí, hai chùa nuôi bé bị bỏ rơi. Thì giờ mình ghé trước tiên chùa này. Khó quá. Sơn Hùng với Sơn Hà lần đầu tiên ghé chùa ha. Hôm nay cho vô gặp mấy cô luôn. Mà nói khép cửa lại. Rồi được rồi, nói. Chân mẹ đau hả? Chân mẹ năm còn đau, đi chưa được. Đau đầu gối thôi mà. Lớn tuổi rồi đủ thứ ha. Dạ, có cô Thanh cô ngon nhà không cô? Dạ. Cô Thanh cô ngon đi cúng hết rồi hả? Dạ, chân nào mới về. Chào gần nào vậy con? À, dạ thôi vậy chưa quay lại. Dạ vậy con về chưa quay lại. Dạ. Vậy giờ mình đi hai chùa có mấy bé mồ côi trước ha. Hai cô đi cúng hết rồi chưa có ở chùa. Trưa nay mình quay về. Rồi đi xem không? Mở cửa xem không? Cô đóng cửa giùm con. Đã 12 giờ trở lại cho dạ. Về dạ. Dạ con. Thì cuối cùng bị Sơn Hà, Sơn Hùng ngủ ngủ rồi. Giờ cho ngồi ngoài xe luôn. Giờ cả nhà mình vô với má Năm thôi ha. Cho ngủ ngoài xe chút xíu nữa, còn đi nhiều chuyến nữa. Chỗ này cũng làm được nhiều quá mẹ. Sơn Pháp mà. Có thầy nhà không? Thầy nè. Nên em ạ. Nữa thầy. Dạ. Nay bức tượng cũng gần xong hả thầy? Dạ. Dạ. Nay không có thợ hả thầy? Dạ. Thôi để cho nó đi chơi thôi. Còn mắc cỡ mà. Rồi mẹ ngồi mà. Mấy bé chơi sao hả thầy? Dạ. Này mấy bé với cũng khỏe ha. Nay có một hai người thợ làm gì biết nào xong ta. Dạ. Thì mình làm tiếp ở trong. Dạ. Có tới đâu làm tới đó. Dạ thầy, ở bữa nay có chị Kim gửi cho chùa hỗ trợ mấy bé 5 triệu à. Con nhà mẹ gửi giùm. Dạ. Bữa nay có Xuyến với hai đứa nhỏ đi nữa mà ngủ rồi cho nằm trên xe luôn. Hai có xe mát. Dạ. Con đi chơi mà nó ngủ rồi. Định chơi vô đây chơi, ngủ rồi. Có Kim gửi hỗ trợ. Dạ, em vô đây rồi. Thì cảm ơn cô Kim. Dạ. Chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Một cái mùa Phật đản được an lạc và vạn sự hành thông. Dạ. 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 Cảm ơn thầy. Cái chân của mẹ con bị đau khớp á, không biết giờ mình làm cái gì cho nó đỡ thầy ha. Ví dụ như mình thuốc tây thì không dám, sợ nó không tốt bao tử á. Khớp thì uống thuốc tây nó chỉ giảm đau thôi. Cái lợi dạ. Cái sau cái người mình giữ nước á, bự quá, đau rồi đấy. Cái khớp đó giờ nó có cái xương ngoại, là mình uống bằng cái rễ cây mật nhân, cây mật nhân, cây mật nhân, mình nấu ra nó vàng, thật là vàng. Đó là mua thuốc. Ở trước bệnh viện Chợ Rẫy á, đường Nguyễn Chí Thanh á, cái yeah. Chủ có đại lý bán thuốc nam lớn. Dạ. Yeah. Chủ có bán ở đó. Cái đó loại là cái gì thầy? Rễ cây mật nhân. Rễ cây mật nhân. Mật nhân là mật người á. Đắng lắm. Đắng hả? Đắng mật nhân. Yeah. Mà uống cái đó thì phải kiên nhẫn, uống điều trị trong vòng 3 tháng. Dạ. Yeah. Đó thì người ta sắc nát sẵn hết rồi. Mình mua yeah. Chừng nửa ký là nhiều lắm. Mình về bỏ bữa mình làm một nắm trong tay nè. Dạ. Còn nếu mà mình đắng mà mình uống khó thì mình thêm vô một lá cam thảo. Mình một nắm trong tay mình bỏ vô cái ấm. Mình đổ ba nước cho mình nấu.
mình nấu cho sôi nhiều dạo lên, xong rồi bắt đầu mình mới chắc ra, chắc là cái mình đổ thêm 2 lít nữa mình nấu, à, nấu 2 lần như vậy đó, xong rồi cái nước một và nước 2 mình hòa lại với nhau, yeah. Mình chắc ra một số để bên ngoài là để mình uống trong thời gian ngắn, rồi còn như thì mình để trong cái ngăn mát tủ lạnh á, à, mình uống dần, nhưng mà đặc biệt uống nó thì không uống bất cứ một loại nước nào, à, là uống riêng một mình đó thôi, à, rồi kết hợp là mình sẽ tập thể dục mà ngồi tại chỗ, mình dùng cái bao két á, mình giống như bao gạo 10kg vậy đó, mình vô tròn bao đó của mình ngồi, của mình để cái chân, cái nhận chân của mình á là thẳng với lại cái mặt đất cái này, rồi bắt đầu cái mình lấy cái tay mình bấm cái chân cái này, bấm đẩy xuống thêm hai người cái này, đẩy xuống, vuốt xuống, lấy hai móng tay vuốt xuống, à, cái bao két này lăn, đang tại vì đi nó bị khớp này lâu ngày á, cái mình đi nó đau, cái mình sợ đi mình sẽ bị rút cái nhượng chân này, dạ. Là lâu ngày dẫn tới nó teo cơ. Dạ. À, sáng ngày thức dậy thì cái mình xây qua xây lại cái mình rớp rồi mình lai. Dạ. Mình xây người cái chỗ nào? À, bây giờ hướng dẫn thầy hướng dẫn lại cái cách vuốt cái mẹ. Ừ. Tức là lấy hai cái ngón tay mình vuốt. Thầy cơ. Dạ. Hai nhỏ đâu mà. Vậy. Chùa này thì cũng hơn 100 năm rồi cả nhà ha. Thầy mới xây lại này 3-4 năm mà chưa xong. Thì cái công trình này thầy nói có nhiều xây phần thô rồi từ từ mới trang trí. Ở phía sau thì có 20 mấy bé, mấy bé nhỏ. Bên này nó bự hơn mình sớm năm kia. Bên này lớn hơn. Còn bên chùa Pháp Tánh thì tới 50 mấy bé mà bé nhỏ mà, nhỏ xíu á. Đó nên là thường Hoàng Sơn hay qua đó chơi với mấy bé bên đó thấy thường. Tại giờ ở đây cái công trình đang xây đó nên thầy không cho mấy đứa nhỏ lên. Đó, nó chạy lên chơi thầy kéo xuống. Nguy hiểm. Dạ. Hai đứa này có sinh đôi không mà sao giống quá. Trời, nó nhờ nó nhảy cò kìa. Chơi cò không kêu xuống. Đó, cô chú có hai đứa nhỏ nè. Ngay công trình đang thi công mà chạy lên nó chơi thì thầy thầy ẩm xuất xuống. Hai bé này có sinh đôi không, giống quá thầy. Sinh đôi hả? Hèn chi thấy giống quá chừng. Không có được lên đó nghe chưa. Trên đó người ta đang làm đó. Giống nhau quá hả. Giờ còn tóc ra thì cũng giống nữa. Này là anh nè, là em. Dạ. Ở đây. Bây giờ bắt đầu nghịch rồi. Hở là nó chạy nè. Sơn có đứa nhỏ. Trời ơi, thôi giữ nó đạt mất trời. Dạ, con có nhỏ xíu mà nó quậy. Nó ở trên xe đó, giờ nó ngủ rồi không nhớ sớm. Leo quá. Ở đây mát quá thầy ha. Đây mát quá mẹ. Mình bấm á. Là tại vì thầy chỉ cách bấm. Dạ. Thằng cánh gọi đi khớp. Chú Năm coi chừng hai đứa nhỏ chưa? Đây là mình phải bấm trên này. Cái đèn mình không rồi. Để cái cọng dây chằng mình đây nè, là nó đi xuống tới cái chỗ cái đầu gối bên đây, à. Xuống tới cái góc chân, cho nên bấm cái này mình bấm đẩy xuống, bấm này đẩy xuống, hai cái tay bấm đẩy xuống, đẩy xuống, để cái nguyệt bên hông chỗ cái trái chàm, dạ. Mình bấm mà nó có cái nguyệt bên hông, nó đẩy, dạ. Rồi cái gót ở bên phía phải trái nè, nó u ra mà nó cũng đau mà không có đau nhiều, đau ít, mà đi lên trung tâm chỉnh hình nó nói không có cho dùng thuốc nào, nói chụp hình xưa không có gì hết thôi. Cái bài thuốc này là lúc trước của cái chú đó, cái chú chỉ cho thầy. Dạ. Cái đó là cái đó cô nó bị ấy, cô phải bóp nó chỉnh, bấm thường xuyên á thì nó sẽ tự nó tan. Ừ. Cô phải dai nguyệt bấm dài nó, massage nó. Dạ, thường xuyên nó có cái đó. Chị ở xóm hai bên chân bị hết mà dạ. Chị nói là có ông thầy đó dạy vậy đó. Dạ. Massage sao đang cho dạ. Nó mềm lại. Mình gia nguyệt mình bấm mình xoa với nó là... tự tan. Dạ. Mình nghe chuyện mình không dám làm. Dạ. Ừ. Còn bác sĩ thì nói chụp xương không có gì hết. Dạ. Không cho viên thuốc nào. Dạ. Trường hợp ví dụ người ta sợ đó, ví dụ nó cứ bị nó lồi những cái khối ôm lại chỗ này. Dạ. Người ta sợ là cái xương mình có vấn đề. Dạ. À, cho nên mình đi kiểm tra mà xương không có vấn đề thì cái thì đó mình là cứ massage thôi. Dạ. Cứ gia nguyệt thôi. Dạ. Chị kia ở xóm hai bên hết luôn. Dạ. Cái chú này chú 78 tuổi. Dạ. Mà cái tướng chú phương phi lắm. Cái lưng thẳng nè mà chạy xe rất là khỏe. Cái xuống này còn ngày cái thầy hỏi chú năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi?
nó hôm nay chú 78 tuổi. Dạ. Mình giật mình, nó nếu mà không nói thì mà thầy đoán khoảng chừng 63, 64 tuổi thôi. Dạ. Người rất là khỏe. Dạ. Nó nói trời ơi thầy ơi, tôi là tưởng đâu là tôi ngồi một chỗ rồi đó. Dạ. Hỏi chú vì sao nó chú bị khớp. Dạ. Nó mà đi hết tất cả các bác sĩ, chỗ nào hay là chú đến. Ừ. Mà uống rồi nó chỉ giảm đau thôi. Dạ. Xong hết thuốc đau lại. Đó. Thì thuốc tây giảm đau không? Cái ông thầy đang chỉ thuốc cho chú. À, chú uống cái mật nhân thôi. Dạ. Mình chú nói phải kiên nhẫn. Tại vì nó khó có chỗ là mình phải kiên nhẫn. Vì nó đắng quá hả? Uống không nổi. Đắng. Mới đầu thì chưa quen nó đắng. Dạ. Nhưng quen rồi thì mình uống thấy bình thường. Dạ. À, tại do cái vị giác của mình á, là mình thích ăn những cái đồ ngon. Dạ. Ngọt. Mình thích ăn đồ ngọt. À, ăn đồ đắng mình không thích. Dạ. Mình ăn riết thời gian nó quen. Dạ. À, mình uống riết chừng vài bữa thì thấy nó quen lại bình thường. Dạ. À, cho nên là cái chú nó uống cái đó là nó đào thải cái độc tố trong cơ thể mình ra. Dạ. Là mình nó ngưng. Tại trong thường ngày mình ăn cơm, ăn thức ăn, yeah, uống các loại nước ngọt đều có quá chất hết. Yeah. Cho nên là nó dung nạp cái lượng quá chất vào cơ thể mình nó quá nhiều. Yeah. Cho nên là lúc đó mình ngưng uống này để nó thải độc tố ra. Yeah. À, yeah, thầy hướng dẫn lại. Yeah. Là đầu tiên mình mua cái mật nhân, cây rễ cây mật nhân. Rồi sau đó mình nấu một nấm trong tay. Mình nấu 2 lít nước. Đổ 2 lít nước mà nấu. Dạ, nấu xong rồi chắc ra, nấu lần nữa. Nấu lần nữa. À, rồi pha lại. Là 2 cái nước 1 với 2 hòa lại với nhau. Mình uống thay nước. Để ấm. Là mỗi ngày uống một nấm hả thầy? Một ngày một nấm thôi. Dạ. Xong rồi thầy nó để ở trong mát nó uống hết. À, uống hết rồi thôi. Ừ. Mình cứ để rót ra một phần của mình uống trong một cái buổi sáng rồi đó. Dạ. Tại mình để là lâu qua ở bên ngoài quá là sẽ hư. Dạ. Nên là mình đủ uống trong buổi sáng, còn như mình bỏ trong ngăn nắp lạnh. Uống hết cái này rồi mình lấy cái đó uống tiếp. Dạ, ý là cái liều lượng là một nấm nó uống một trong 2 ngày hay là một ngày một nấm. Dạ. Nấm trong tay một thôi. Nấm thôi, nhỏ nhỏ thôi. Dạ. À, cái đó bán cũng rẻ lắm, cũng mấy chục ngàn. Dạ. Ngay trước bệnh viện Chợ Rẫy. Dạ. Dạ con biết. Đại lý thuốc nam. Rễ cây mật nhân ha, mà phơi khô ha. Phơi khô. Dạ. Ta làm khô sẵn. Ta làm sẵn. À, nếu mà mình muốn cho nó dễ uống á, mình mua thêm ít cam thảo. Cam thảo. Dạ. Bỏ xíu cam thảo cho nó ngọt ngọt lại. Dạ. Tại vì cam thảo mà đem về phải phơi lại, không thôi mình để lâu nó sẽ bị ẩm mốc. Dạ. Phơi lại khi nào mà nóng bỏ vô một lát. Rồi mình kết hợp là massage, mình bấm hai ngón tay mình kéo massage từ trên xuống dưới đầu gối. Dạ. Từ cái khớp trên đùi mình nè. Dạ. Trên này đi qua cái khớp đầu gối. Dạ. Xuống tới khớp mắt cá chân. Rồi, sáng ngày thức dậy nó kêu. Rồi lăn bọc cát để cái nhượng chân thẳng xuống dưới cái đất nè. Dạ. Rồi bắt đầu cái mình để bọc cát mình lăn. Lăn tròn lên đó. Tại vì khi mình bị khớp rồi á là mình sẽ bị rút cơ. Dạ. Mình lười đi. Dạ. Đi nhiều quá đau. Đau. À, nên mình lười đi bắt đầu cái cơ nó rút lại như nè. Dạ. À, thành ra là có nhiều người bị xong rồi họ đi khum lưng. Bị tật luôn. Dạ. À, rồi lâu ngày nó thành cái thói quen rồi cái dị tật. Dạ. À, còn mình để mình bao cát mình cho thẳng ra. Cái chân mình thẳng ra. Đau cái đi khum khum. Cứ mình để cái chân thẳng xuống là mình lăn bao cát bên trên giống như ép nó thẳng ra vậy đó. Với lại lúc mà mình lăn á là mình phải chuyển cái cơ thể của mình. Mình lăn mình đừng có lăn vậy không. Mình dạ. Mình lăn như thế này. À, để nó kéo luôn cái cơ lưng. Yeah. À, và cái cơ mông mình á. À, phải thẳng lưng cái, ha. Cái yeah. Cơ chân. À, yeah. Nó tập này nè. Yeah, tập. À, yeah. Thì nó sẽ mau khỏe hơn. Yeah. À, nhưng mà phải kiên nhẫn uống cái mật nhân là phải 3 tháng nha. Dạ, yeah, uống nước mật nhân. Uống được 3 tháng mới yeah. Có hiệu kết quả. Yeah, người người uống có chừng 5-10 ngày cái gì. Yeah, bỏ không được. Không? Chưa có đủ. Yeah. À, hôm nay thì nhờ thầy chia sẻ bài thuốc. Với lại mẹ thử, với lại bà con mình có đau giống mẹ nó thử luôn. Dạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Nhiều người đau đầu gối. Dạ. Mẹ khen bưởi sen ở trong chậu, mẹ thích trồng trong chậu kìa. Chỉ rất hiệu quả. Hôm bữa mình mua cái bưởi sen nhỏ trồng nó không lên. Bưởi sen Nhật gì đó. Sen bự nè, đẹp nè. Bưởi sen nảy sung quá mẹ ha. Nó ra liên tục á. Dạ. Dạ. Xong rồi cái bông to đó, nó là cái bông này ra đợt sau này nó nhỏ hơn nè. Dạ. Tại vì do cái hót sen á, cái cây cọng này. Dạ. Cọng này to nè. Dạ. To thì cái bông nó to. Dạ. Rồi tới nay là nó ra cũng mười mấy bông rồi. Tới này cái bông nó nhỏ. Bông bự quá trời luôn ha. Cái cọng nhỏ luôn nè. Mà trong chậu cũng ra bông đó hả thầy? À trong ra bông. Nhưng mà tưởng đâu trong chậu không có sức. Nó ra tiếp bông cái đủ nữa nè. À, dạ. Nó liên tục hết cái này tới cái kia. Tới này mình kêu hột sen nằm đây được hả thầy? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái này cái hộp này nó lép lép này chắc trong khó lên. Dạ.
Cái này nó hết cái này bắt đầu nó ra. Cái này mình muốn trồng thì sao thầy? Mình lấy hộp trồng hả hay sao? Cái này hay là mình bứng nguyên bụi? Bứng nguyên bụi. Dạ. Ở Cần Đước mình nhiều lắm, bữa nào con mẹ chạy ngang á bứng trồng. Ba mình sống sang hồng. À dạ. Sống là đất bùn mới cũ. Đất bùn cũ. Còn đất bùn mới đưa vô trồng không được. Dạ. Các chị đá ao ha. Đúng rồi, nhưng dạ. mà phải để cho nó cũ lại. Dạ. Rồi bỏ cái bèo này nè. Cái bèo này vô nó tạo cái mùng á. À. Đó, thành ra là cái cây sen nó vô nó bắt liền. Dạ. Bắt rất nhanh. Nó vừa bỏ vô trong là bén liền. Dạ. Đó, còn hồi đó thì mới trồng á thì bỏ cái đất bùn mới á. Dạ. Trồng không được, nó lụng á. Mua hai chậu sen về trồng nó lụng. Phải đất, dạ. đất bùn cũ rồi mình cho bèo vô. Dạ, đất bùn cũ với bèo. Tạo rồi đầu xốp ha. Dạ, thầy có khách thầy. Dạ, thưa thầy con về. Dạ, con chào thầy. Dạ, rồi cảm ơn thầy. Rồi bây giờ bà Sơn với mẹ tiếp tục ha. Bữa nay mình chia sẻ một bài thuốc của thầy với cả nhà mình luôn. Rồi bây giờ mình tì mấy đứa nhỏ ở phía sau á, che chắn hết áo rồi. Hôm nào chùa xong thì mình ra mình thăm thêm. Bữa nay cố tình là cho Sơn Hùng với Sơn Hà theo. Mà giờ hai ảnh ngủ rồi. Đi khám bệnh mắc anh Vũi. Rồi thôi để ngồi đó luôn đi. Để nó ngủ một nhân đấy. Dạ, đang đeo khẩu trang vô cái mà. Mình giờ tới chùa Pháp Tánh rồi nha ha. Bên đây là máy ấm ăn lẹt, bên đây là chánh điện. Để mình vô gặp sư cô coi coi. Mấy bé giờ ngủ trưa hết rồi. Dạ thưa cô, giờ mấy bé ngủ trưa hết rồi ha. Cô ở đâu vậy? Facebook hả? Dạ. Cái này là mức tắt hả cô? Còn cái này gì vậy? Hả? Đũa đường phèn là để phơi nắng cho tan hả? Không bỏ vô trong nồi. Mình không để trong nồi cho nó tan hả cô? Dạ. Cô đang làm muối ớt, đang nghe muối ớt thơm sợ luôn. Ở nay giờ nghỉ trưa. Con có dẫn theo hai đứa nhỏ cho chơi mà cuối cùng đi khám bệnh nãy giờ rồi nó mệt nó ngủ trên xe rồi. Thôi con mẹ vô thôi. Dạ hai thằng nhỏ. Dạ. Dạ thôi để nó ngủ đi con. Dạ mẹ. Dạ. Lại coi mấy cô làm. Sắt quýt bằng tay hả? À, mẹ nói thấy nhẫn nhừ tưởng nó máy sắt. Mấy cô khéo tay. Trời ơi nhẫn dữ vậy. À, rất hay quá ha. Mình lại hát thuộc ra là Ủa bỏ nước hả chị? Nước lấy lại à, nước lấy phơi à, vỏ mới lấy ra sắt à. Hay quá ha. À, mình vô gặp cô một xíu à, mùa hồi xưa á, thì cô làm bán được lắm. Tại vì bà con mình tới chùa nhiều. Hồi nay một Covid á, người ta ít đi. Bây giờ cô làm xong cái gửi đi lên Sài Gòn á, mấy cái chỗ quen bán giùm. Dạ. Chao mà quá trời luôn mà. Bà con mình có mua chao á thì nhớ mua ủng hộ chùa nha. Chao này ngon dữ lắm nè. À, cái lại đây mình giới thiệu địa chỉ cho. Chao đó có bán ở trên đây phải không cô? Chu Văn An phải không cô? Dạ. Địa chỉ là 245G Chu Văn An. Bình Thạnh ha, có số điện thoại nè. 0961 342 341. Rồi cả nhà mình có mua chao, mua mứt tắc này nọ đó. À, gọi điện cho cô ha. Nói ở đây định cho Sơn Hùng, Sơn Hà lên chơi với mấy bạn mà cuối cùng nó ngủ hết ráo rồi. Ngày trưa mấy bé cũng tới giờ ngủ. Dạ. Tại cô ở đây con đi nhiều nhiều nơi, con ghé cũng hai chùa dưới kia rồi. À. Dạ. Mẹ gửi giùm con luôn mẹ. Dạ. Cô Kim á gửi cho mấy bé 5 triệu nhờ cô giúp đỡ mấy bé. Dạ. 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 Cô Kim cũng hay giúp đỡ mấy bé ở đây. Cậu nói khi nào có về Việt Nam á thì cậu sẽ ghé thăm.
với lại cũng nhiều bà con cũng hỏi thăm mấy bé. Dạ, nhưng mà bà Sơn thì hầu như tuần nào cũng có ghé đây. Nên một là bà Sơn để số điện thoại của sư trụ trì chùa để cả nhà mình gọi trực tiếp, và là gọi điện bà Sơn mang giùm ha. Bữa nay trời nắng mình không có quậy mấy bé, không làm phiền. Rồi, chờ, bây giờ mình ngồi chơi với cô xíu, rồi mình quay lại chùa để gửi chùa ở phòng khám bệnh miễn phí. Rồi bây giờ mình còn đi qua bên kia nữa để mình xem cái chỗ cắm trại, sau này cả nhà mình cũng ghé đó cắm trại nha.